Bây giờ là 12 giờ 5 phút, bữa nay ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2019. Thầy có buổi nói chuyện sáng nay, mời quý vị chắp tay lại để niệm Phật trước khi thầy có buổi nói chuyện về một số câu hỏi mà người ta gửi cho thầy trong tuần qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện trong chánh điện của chùa Tổ Đình Tổng Viên 1 ở Hoa Kỳ thuộc thành phố Renton, và tôi gửi lời chào tất cả các đồng bào thân thương ở khắp nơi ở hải ngoại và trong nước. Cũng như thường lệ, sau cái giờ sinh hoạt tôn giáo, tôi sẽ mở ra để trả lời những số câu hỏi mà người ta đã gửi về cho thầy trong tuần qua. Tôi xin đọc một câu hỏi. Cái câu hỏi này là của cái nhóm Công giáo ở tại Hà Tĩnh, Nghệ An. Thưa Thượng tọa Thích Thông Lai, chúng tôi là một số giáo dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Sông Ngọc, dưới quyền coi như hướng dẫn của Đức cha Nguyễn Đình Thục. Trong tuần qua, Đức cha Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi tất cả giáo dân giáo xứ Sông Ngọc ở Hà Tĩnh, là chúng tôi đã có post trên Facebook là chúng tôi lên án chính quyền Cộng sản Việt Nam đã dành cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam xuyên Việt từ ở bên Tàu mà chạy xuống cho tới Cà Mau. Và chúng tôi nói nếu mà chính quyền Cộng sản Việt Nam không có coi như ngưng cái đấu thầu cho cái nhà thầu Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam thì chúng tôi sẽ tổ chức biểu tình. Mà cái lời kêu gọi này là của Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Chú Nga có biết cái tin này chưa? Hào có thấy cái tin đó chưa? Thì thật ra đó, tôi cảm ơn một số giáo dân họ email cho thầy, và cái ý họ hỏi đây là thầy có ủng hộ cái chương trình của Linh Mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi là coi như Cộng sản không có dành cái chương trình xây dựng cái cao tốc, đường cao tốc. Cái chữ cao tốc có nghĩa là chạy tốc, tức là xây dựng freeway bên Mỹ đó, phải không? Mà xa lộ đó, nó dùng cao tốc nha. Cho nên Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thật ra ngài là một cái linh mục nổi tiếng trong 2 năm trước mà các cái phong trào biểu tình là đòi Formosa, đúng không quý vị nhớ chưa? Cái nhóm của Linh Mục Nguyễn Đình Thục này là người Nghệ An, Hà Tĩnh, và ông đã có những cái chương trình 2 năm trước, 3 năm trước ông xuống đường kêu gọi Tàu Cộng dụng một Formosa. Và bây giờ ông cũng có một số cái chương trình mà nhớ như từng rồi đó, là họ dân biểu ngữ ở tại nhà thờ xứ Sông Ngọc, là họ nói nếu mà vẫn để cho Tàu Cộng xây cái con đường cao tốc xuyên Việt từ ở bên biên giới miền Bắc đi xuống tới Cà Mau thì họ sẽ tổ chức biểu tình. Thì cái nhóm giáo dân này họ hỏi là Thượng tọa Thông Lai có ủng hộ không? Tôi ủng hộ 100%. Quý vị để ý, tại sao mà Linh Mục Nguyễn Đình Thục lại kêu gọi giáo dân của ngài để mà dâng những biểu ngữ và lên án cái tuyến đường mà xa lộ mà từ ở bên Tàu đi xuyên qua Việt Nam xuống tới Cà Mau? Thật ra đó, nếu mà không có cái con đường cao tốc này, khi mà xảy ra chiến tranh đó, Tàu Cộng sẽ vận chuyển quân đội chậm hơn. Nhưng mà khi có chiến tranh thì Tàu Cộng sẽ sử dụng cái con đường này. Và chính một cái tên đại tướng của Tàu Cộng ngày hôm qua nó nói, khi mà cái cao tốc nào hoàn thành, nếu muốn chiếm Việt Nam, Tàu Cộng chỉ cần có 3 ngày. 3 ngày là lấy Việt Nam, tại vì nó chạy với tốc độ nhanh. Cho nên cái việc làm của Linh Mục Nguyễn Đình Thục là việc làm rất có ý nghĩa và việc làm yêu nước. Và có một số người ngày hôm qua thì họ gửi mail cho tôi, họ nói rằng Linh Mục Nguyễn Đình Thục ở trong nước tại sao mà dám
dân biểu ngữ mà lên án chính quyền Việt Cộng mà ông không bị bắt, coi chừng cò mồi. Thật sự mà nói, Linh Mục Nguyễn Đình Thục này có một thời 3 năm trước đã tổ chức những cuộc tổng biểu tình rất thành công. Quý vị có nhớ 3 năm trước cái vụ một Formosa không? Là tất cả các cuộc biểu tình mà từ ở Nghệ An dài dài vô tới Quảng Bình. Nhưng mà sở dĩ đó, thật sự muốn bắt một vị mà coi như là linh mục ở trong một cái nhà giáo xứ khó hay dễ quý vị? Khó. Tại vì quý vị nên nhớ rằng các vị linh mục mà họ coi một cái sứ đạo, khi mà họ ở mà Phật giáo của mình á, ví dụ quý vị đi chùa của thầy, nhưng mà quý vị có ở trong khu vực này không? Quý vị ở tùm lum hết à? Nhưng mà chính cái sứ đạo là các giáo dân họ ở thành một nhóm có không quý vị? Và cái vị cha xứ nhà thờ họ ở trong đó, mà công an muốn xuyên vào trong đó bắt một cái vị linh mục là phải đi qua rất nhiều cái hàng rào rào cản. Cho nên cái lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Đình Thục là kêu gọi của một vị chân tu yêu nước. Mà sở dĩ mấy ngày qua quý vị thấy cái chương trình mà người ta quên hẳn cái con đường xa lộ siêu tốc này là đại diện cộng sản, nó đưa ra cái chương trình là chùa Ba Vàng. Quý vị có hiểu không? Bây giờ tất cả cái dư luận tập trung vào đâu quý vị? Chùa Ba Vàng. Thành ra đó, hồi xưa đó, nó Đạo Cộng nó chỉ thuê có ba cái đặc khu. Mà chúng ta ngày 10 tháng 6 chúng ta có cuộc tổng biểu tình. Mà bây giờ nó cho xây một cái xa lộ Bắc Nam mà cao tốc kiểu này thì nó đâu cần ba đặc khu nữa. Hả quý vị? Cho nên cái cao tốc này nó còn quan trọng hơn ba đặc khu: Văn Đồn, Bắc Văn Phong và cái gì nữa? Phú Quốc. Ba cái đặc khu đó là nó chỉ đóng quân có ba đặc khu thôi. Còn bây giờ xây cái đường cao tốc Bắc Nam là nó chỉ cần 3 ngày là nó chuyển quân từ ngoài Bắc vô ngoài Nam là nó có coi như 1 triệu quân rồi. Cho nên Việt Cộng nó lên cái chương trình Ba Vàng để bà con tập trung cái dư luận vào đó mà quên đi cái chuyện nó xây cái con đường cao tốc để cho Tàu Cộng xây này quý vị nha. Trở lại cái vấn đề linh mục Nguyễn Đình Thục, ngài là một linh mục yêu nước, ngài là chủ trương các cuộc tổng biểu tình mà kỳ Formosa xả thải làm ô nhiễm nguyên một cái vùng bờ biển miền Trung. Mà bây giờ cái tên mà tổ chức cái xả thải đó là tên gì? Nó ở Canada tên là gì? Võ Kim Cự, thấy không? Chính nó rước Formosa vào thả độc Hà Tĩnh. Bây giờ nó chạy qua đâu nó ở quý vị? Ở Canada, nó không ở đó. Quý vị thấy rõ không? Cho nên quý vị thấy, cho nên cái chuyện mà Nguyễn, coi như là đức cha Nguyễn Đình Thục mà ngài kêu gọi giáo dân và ngài đứng trước nhà thờ và ngài đã dâng những cái biểu ngữ yêu cầu chính phủ Việt Cộng chấm dứt, không để cho Tàu Cộng xây dựng xa lộ cao tốc Bắc Nam. Nếu mà vẫn tiếp tục tiến hành công chuyện này, ngài sẽ tổ chức tổng biểu tình. Và tôi nói rõ luôn, ngày hôm qua có một vài cái email gửi cho thầy nói rằng thầy đừng có ủng hộ ông linh mục Nguyễn Đình Thục vì đây là cò mồi. Tôi nói tôi ủng hộ. Tại sao? Tại vì họ nêu cái lý do là tại sao ông ở đó mà không bị bắt. Thật ra nó đã nhiều lần nó bắt linh mục Nguyễn Đình Thục rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ, ông chưa có kêu gọi lật đổ, ông chỉ kêu gọi là chấm dứt xây dựng con đường mà cao tốc Bắc Nam. Cái thứ hai, ông ở trong một cái giáo xứ, ông có hàng ngàn giáo dân bảo vệ ông. Mà quý vị biết giáo xứ Nghệ An là giáo xứ đó là nó nằm bên kia giữa tiếng 17 hay là bên này? Bên kia. Mà cái giáo xứ Nghệ An, cái giáo xứ Sông Ngọc nó nằm trong cái tỉnh Hà Tĩnh, nó gần khu vực Nghệ An, là toàn là gia đình nào nó cũng có dính líu tới Việt Cộng hết. Gia đình nào nó cũng có dính líu tới Việt Cộng hết. Thành ra quý vị biết rằng chẳng những giáo xứ trong miền Nam thì Việt Cộng nó dập rất dễ, nhưng mà giáo xứ ngoài Bắc không có dễ dập đâu. Hơn nữa, giáo dân họ bảo vệ linh mục họ dữ lắm. Muốn vào trong đó công an không có dễ dàng, mà vào một bắt một ông cha nào mà dễ dàng mà giáo dân họ để cho bắt đâu nha. Còn đạo Phật mình đó, bắt ông thầy nào là nó bắt hết. Đó là tại vì đạo Phật mình không có tổ chức chặt chẽ bằng các giáo xứ. Trở lại vấn đề, bạch thầy, con ở Việt Nam, bây giờ con rất là thối tâm vì gần đây những cái chuyện xảy ra ở chùa Ba Vàng, xảy ra những cái sư quốc danh, rồi bây giờ có nhiều sư quốc danh mang tiếng là đạo Phật, nhưng mà các sư thầy dạy dỗ đều khác nhau, làm sao con biết thầy nào là dạy đúng chánh pháp của Phật để con theo học
cho đúng. Thật ra bây giờ thầy nào cũng nói mình là chánh pháp hết, không có thầy nào nói mình là sư quốc danh hết. Ông nào cũng nói mình là chân chánh hết. Quý vị trả lời giùm đi. Nè, Phật tử Việt Nam giờ họ nói họ rất là thối tâm. Tại vì bây giờ xảy ra cái vụ chùa Ba Vàng. Thì bây giờ chùa Ba Vàng là tờ báo nào dạch mặt chùa Ba Vàng đây quý vị? Đầu tiên là báo của Lao Động, kế là báo Thanh Niên. Sau này đó là nó có một cái nhóm phóng viên nhà báo của Việt Cộng. Nó nằm dùng ở trong đó, nó theo dõi để nó quay phim những cái tài liệu mà lấy tiền. Có không quý vị? Như vậy chùa Ba Vàng này, tôi đã có một cái clip cách đây 2 tuần tôi nói rằng chùa này không phải chùa của Đức Phật. Tại sao tôi nói cái chùa này không phải là chùa của Phật giáo? Vì cái bàn thờ tổ nó thờ ai quý vị? Hồ Chí Minh. Tôi nói rõ, nó thờ cái ông tổ nó Hồ Chí Minh rồi. Mà Hồ Chí Minh có giết người không? Mà Đức Phật Thích Ca, cái giới đầu tiên với Đức Phật Thích Ca là giới gì quý vị? Giới sát. Phải không? Hồ Chí Minh giết bao nhiêu người? Giết 1 người hay là 2 người? Giết hàng triệu người. Hồ Chí Minh có trộm cắp không? Hả? Hồ Chí Minh có dâm dục không? Một vợ hay là không vợ? Nhiều vợ. Như vậy đó, tôi đã nói từ đầu, cái chùa Ba Vàng này không phải chùa của Đạo Phật. Ngay cái bàn thờ tổ của chúng ta đó, thứ nhất là chúng ta thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ. Quý vị nhìn cái bàn tổ, có cái bàn bên kia có thờ Đức Đạt Ma bằng gỗ đó. Đó, ông có râu rìa đó, không vậy đó. Kế đó là thầy thờ Thiên Hóa. Kế đó là những cái dòng pháp mà mình thờ những vị tổ đều là để tưởng Phật nha. Còn cái bàn tổ đó là thờ Hồ Chí Minh là 1, Võ Nguyên Giáp là 2, Nguyễn Chí Thanh là 3. Nó thờ 4-5-6 tên còn là đảng viên cộng sản không. Thấy không? Cho nên cái chùa đó không phải là chùa của Phật. Rồi cái vấn đề bây giờ đó, ai đánh cái chùa Ba Vàng? Thích Nhật Từ. Mà Thích Nhật Từ là sư quốc danh, là sư quốc gia. Quốc danh đánh quốc danh. Nhưng mà bây giờ đó quý vị coi những cái clip Đạo Phật có nói có thế giới của ma quỷ không? Có. Sao không có được? Trong kinh Địa Tạng có nói địa ngục không? À, có về thế giới ma quỷ không? Có. Rồi ở trong kinh Báo Hiếu đó, mẹ của ngài Mục Liên Thanh Đề là đọa vào lò gì? Lò ngạ quỷ. Mà khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài chứng được thần thông, thành A La Hán, ngài đi xuống dưới địa ngục. Rồi mẹ ngài có nói rằng phải đi gặp cái chùa này chùa kia, rồi phải cúng mấy triệu này triệu kia rồi mới được đi lên không? Không có. Không có chuyện đó. Ở trong kinh Địa Tạng toàn bộ là tiền thân ngài Địa Tạng và Thánh Mũ Đà La Môn, Thánh Nữ Bà La Môn cũng là biết mẹ mình đọa vào địa ngục. Rồi đó Đức Phật mới hiện ra thanh tịnh Liên Quan Mục Lai. Ngài mới thấy chí thành niệm danh hiệu Đức Phật thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Niệm một ngày một đêm rồi mới biết mẹ mình đi chỗ nào. Rồi cuối cùng á là cũng không có biểu là phải bỏ bao nhiêu triệu để mà chuộc tội, không có chuyện đó nha. Đức Phật có giải nghiệp, có giải dòng. Nhưng mà quý vị thấy những cái con dông mà nó nhập vào những cái người mà ở chùa Ba Vàng, những cái diễn viên á, nó nhập lên là nó tỉnh táo, nó nói chuyện hay là nó ở ngáp ngáp nó thì dịch hả? Nó lăn nó bò giống như là chơi thuốc lắc. Thì như vậy đó, mình thấy những con người của mình đây nè, nhưng mà bình tĩnh nói chuyện đó thì quý vị tiếp. Mà bây giờ tự nhiên Thịnh Thanh nó lăn nó lộn nó giật ở ngáp ngáp tiếp không? Chở đi đâu? Chở vô nhà thương điên. Thì như vậy đó, cái người mà điên loạn đó, lời nói có giá trị không? Lời nói không có giá trị. Mà trong khi đó bà Yến và cái ông Thái Minh là cái hỏi là bây giờ cần bao nhiêu, cúng bao nhiêu, phải không? Gài độ là cúng 7 triệu 8 triệu sẽ hết, phải không? Rồi như vậy đó, cúng giải nghiệp hết. Nhưng mà cái tiền mà cúng vô đó ai xài không nói. Ai xài số tiền đó vậy? Hả quý vị? Đằng sau cái ngôi chùa Ba Vàng này là ai quần cô, có thể là Mặt Trận Tổ Quốc không? Hả? Ai mà có thể đuổi trụ trì Thích Trúc Thái Minh? Bây giờ ông trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã bị đình chỉ chưa? Đã bị mất chức chưa? Mà ai? Có phải là Phật tử hợp hay là đảng hợp?
đáng. Thành ra đằng sau cái chùa Ba Vàng này á, đầu tiên á là nó xây dựng, quý vị nhìn thấy đó, nó giống như là một cái đền vua vậy đó. Nó xây dựng hàng chục triệu đô la, tiền từ đâu mà ra hả? Quý vị nghĩ coi, tiền từ đâu mà ra? Mà quý vị thấy khi vào chùa đó nó có xét không? Quý vị nó quay đó, xét người giống như là qua cổng phi trường vậy đó. Quý vị coi cái cảnh mà tụi mà phóng viên của Việt Cộng á, như vậy cho thấy rằng có một sự ăn chia không đồng đều. Cho nên bây giờ nó mới thanh trừng cái ông trụ trì Thái Minh để đưa ông trụ trì khác, phải không? Nhưng mà bây giờ cái phương pháp sám hối đại tăng, sám hối đại tăng là bây giờ quý vị biết cái ông thượng tọa nào mà đang điều hành cái vụ đó là ông thượng tọa gì mà cũng cũng sao đó, Thích Thanh Quyết phải không? Ông thượng tọa mà có một bài diễn văn mình định trọng lú đó, quý vị nghe chưa? Ông là đại biểu quốc hội, nhớ cái bài diễn văn ông định không đó. Mà ông Thanh Quyết là cúng sao có tiền không? Cái ông cúng sao có tiền thì bắt cái ông cúng dông có tiền, hai ông nào mà thanh tịnh tăng đây hả? Cho nên quý vị thấy một cái chuyện trong kinh Phật có nói tới sao, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm Phật nói ở cõi Ta Bà này có 84.000 hung tinh, mà trong đó 8 cái ác tinh là thượng thủ, nhưng Phật không có biểu mình là phải cúng bao nhiêu tiền mới được chiếm sao, mà Phật biểu là trì chú Lăng Nghiêm, có không? Phật bắt trì chú Lăng Nghiêm là không có cái sao xấu nào xâm phạm được. Còn cúng dông á, chẳng hạn như bây giờ nè, ở trong này ngày nay có hai người nhập thai nè, hai người đệ tử của thầy nè, người nữ lúc chưa hiểu đạo vì hoàn cảnh khó khăn nghĩ rằng cái thai nhi nó không có gì quan trọng cho nên đã giết cái thai nhi. Rồi bây giờ đó vô đây thầy chỉ cái gì, thầy có kêu là kêu cái dông nhập vô, rồi thầy kêu Tịnh Thanh ở ngáp ngáp là đòi 10 triệu 20 triệu không? Không có. Thầy nói lấy một cái tờ giấy ghi tên người mẹ là ai, cái năm mà phá thai là năm nào, thầy đặt cho cái phân danh, thầy đặt cho một cái khung hình, thầy sắm một mâm cơm, thầy tụng một thời kinh Di Đà, rồi thầy làm lễ cho nó ăn linh ở trong chùa. Hồi xưa mình không hiểu, mình giết con mình, bây giờ mình hiểu rồi, mình biết sám hối, mình đặt nó vô chùa để hàng ngày nó nghe kinh nghe kệ, nó nghe tiếng một thời gian thì bắt đầu nó mới theo cái Đức Phật A Di Đà hoặc là theo ngài Địa Tạng. Thì cái đó là cái cách mà coi như giải quan gia tế chủ, đúng kinh đúng kệ ở trong chùa ăn linh. Từ đây con nhớ mỗi một ngày thầy cúng có một mâm cúng cho củ quyền, bữa nay là cúng cho hai cái thai nhi tụi con gửi, nhưng mà từ sau dù có cúng nữa thì tụi con không có thì nó luôn là nằm trong cái là củ quyền bảy họ này nè, hiểu chưa? Khi mỗi một mâm á là có mâm riêng cúng cho những người không có đám giỗ ngày hôm nay. Rồi hàng ngày đó nó nghe kinh ở đây, nó ngồi ở đây nó ăn vị ở đây thì tụng kinh nó nghe được không? Nghe được. Đó là tự động nó biết là mẹ nó ngày xưa chưa hiểu đạo, mẹ nó giết nó, bây giờ mẹ nó hiểu đạo rồi, mẹ nó vào chùa biết sám hối, biết ăn năn, và mẹ nó đưa nó lên ở vô đây để mà cho nó nghe kinh nghe kệ. Thành ra cái thai nhi đó đọ là do cái tâm oán hận người mẹ, mà cái thai nhi đó siêu là nó do nghe kinh nghe kệ rồi nó phát tâm nó dẫn sanh, không ai bắt nó đọ mà do cái tâm hận thù. Và bây giờ chúng ta hoàn toàn mà thầy không có đặt là cái thai nhi này đòi 5 triệu 7 triệu hay là đòi bao nhiêu đô la, không có chuyện đó dứt khoát. Thành ra trong kinh Phật không có cái đoạn nào mà phải ra giá, mà cái dòng linh mà nó ở ngáp ngáp, mà cái dòng linh hoàn toàn nó không có tự chủ thì làm sao mà cái dòng linh đó cho nên cái vấn đề là quý vị phải biết rằng khi chúng ta cúng dòng là chúng ta dùng cái tâm. Bây giờ đó quý vị cúng cái này nó siêu dông lên siêu nhiều hơn nè, cúng cái nào hồi đó tới giờ cái mặt mình đó lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, thấy không? Bây giờ mình đi chùa rồi đó mình cúng cái mặt bằng nụ cười ha, siêu không? Là mình có đức. Hồi xưa mình ăn ở ác đức với cha mẹ mình, bây giờ đó mình biết cái lỗi rồi, mình chuyển đổi, mình trở thành người con có hiếu, thì như vậy cái phước gấp trăm lần,
cái đó nó còn phước nhiều hơn. Rồi ngày xưa là nãy có cái ông thầy, một số Phật tử họ hỏi bây giờ nhiều thầy quốc danh quá, làm sao biết thầy nào? Tôi không có nói thầy nào là quốc danh quốc gia, làm sao tôi biết được? Không ai biết được hết, nhưng mà lấy cái thuật chuyện thế này. Mà thầy giờ ở Việt Nam có nhiều thầy quốc danh mà thầy nào cũng xưng là thầy chân chánh, làm sao được con biết? Rất đơn giản, mình theo một vị thầy nào mà dạy cho mình từ cái người mình chưa hiểu đạo là mê tín, rồi mình theo thời gian mình trở thành chánh tín. Mà bây giờ quý vị thấy chùa Ba Vàng dạy mê tín hay dạy chánh tín? Dạy mê tín. Rồi khi đó mình là một cái người có tà kiến, nhưng mình theo cái ông thầy đó, mình sẽ trở thành là người có chánh kiến, thấy cho đúng chứ không có thấy bậy nữa. Rồi á, tôi hỏi quý vị á, Đức Phật sắp xếp cái loài quỷ thần là nó thấp hơn loài người không? Thấp không? Ma thấp hơn người hay là người thấp hơn ma? Ma thấp hơn người. Ma thấp hơn người, cho nên Đức Phật không có ca tụng vào loài ma, mà trong khi đó loài người cao hơn. Mà quý vị thấy rõ, một cái người nhấp lên, tôi không nói là không có ma, có ma, nhưng mà họ nhờ chúng ta ở cõi người, phước đức chúng ta nhiều hơn. Rồi chúng ta nương theo kinh Địa Tạng, chúng ta nương theo kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nương theo kinh Pháp Hoa, để mà chúng ta giải nghiệp. Hoàn toàn Đức Phật đều nói có cúng sao, nhưng mà cúng bằng gì? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói này A Nan, ở cõi Ta Bà có 8 vạn 4 ngàn ác tinh, mà trong đó 8 vị hung tinh là thượng thủ, mà ông chỉ cần trì chú này thì không có bị những hung tinh ác tinh nào làm cho chúng ta tai họa hết. Phật biểu trì chú cho Phật không có biểu là đem tiền cúng nha. Như vậy người tu có cái giới không giữ tiền tạ không? Có không quý vị? Như vậy quý thầy kêu mấy con trông nó lên và nó ra giá, cái bà này kiếp trước tuột quần một người bạn đồng tu, bây giờ phải đền bao nhiêu triệu? Hình như 7 triệu hả? Bà Yến bà có giải thích có cái đoạn đó không? Nghe chưa? Không có chuyện đó. Nếu mà quả thật như vậy á, tôi hồi còn nhỏ tôi cũng ưa chơi trò, tôi ưa tuột quần người ta lắm. Mà theo cái lời bà Yến á, chắc tôi không biết đền bao nhiêu triệu tôi đền cho đủ. Cái chuyện đó không có. Cả góp hả? Cái quan trọng á, là chúng ta thấy rõ, chúng ta có thể cúng dường cái mặt không sân, chúng ta có thể cúng dường nụ cười, chúng ta có thể vào chùa, chúng ta có thể là lặt rau bữa củi. Cũng như ngày nãy có cái cô nào đó, cô Diệu Không hả? Cô Diệu Không đâu mất rồi, cô vừa cô gửi cái sớ, cái cô nói cái chánh điện của thầy sập mà con không có tề, không có công, con bận, con không có lên để mà con phụ, để mà gỡ tôn, để mà sửa lại chánh điện. Thì bây giờ con gửi cái tiền tài để thầy mua gỗ, mua cây, thì nó tự lộ pháp vọng. Còn bây giờ Diệu Trung á, không có tiền, Diệu Trung lên phụ nhổ đinh, thì như vậy cái công đức nó giống nhau à. Cho quý vị hiểu, mà đó là tự động mình thấy chứ không có ông dông nào biểu hết á. Nha. Bữa nào mà rõ ràng, ở đây loài người mình là cao hơn loài ma quỷ. Loài người mình á, là quý vị thấy nói năng đàng hoàng, tỉnh táo. Mà khi mà cái loài người mình, mà những đứa nào mà từ loài người mà nó thấp xuống loài ma quỷ là những đứa sai thuốc lắc. Những cái mà nó uống thuốc đá, bây giờ thấy nó ngáo bây giờ không? Thì chúng ta mà thả là những người nào mà xì ke ma tí là mất trí huệ, khi chết ngay lúc đó, chúng ta sẽ đi xuống cái loài quỷ thần thấp hơn. Mà cái chỗ này tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta đừng có nương vào cái ông thầy nào mà để chúng ta đánh giá là đúng sai hết. Ông thầy nào mà từ ngày mình theo ổng, càng ngày mình tốt hơn, càng ngày mình nhẹ nhàng hơn, càng ngày mình trí huệ hơn, thì cái ông thầy đó là cái ông thầy cho mình chánh pháp. Còn theo cái ông thầy đó mà càng ngày mình mê tín hơn, mình trở thành con người ích kỷ nhỏ nhoi hơn, rồi mình đi làm những con đường tà đạo hơn, rồi những cái ông thầy đó dạy như vậy là hoàn toàn sai chánh pháp. Còn tôi không có sống Việt Nam, nhưng mà tôi thấy rõ ràng chùa Ba Vàng là hoàn toàn sai chánh pháp. Tại vì gọi dông về, nhập vô, rồi dông ra giá, rồi á, mấy triệu để giải. Nếu mà quả thật đồng tiền mà nó giải nghiệp được, thì nhà nghèo làm sao mà giải nghiệp được?
chỉ có mấy nhà giàu. Mà cái đồng tiền của nhà giàu là đồng tiền lương thiện hay là đồng tiền bất lương thiện? Quý vị thấy chưa? Chính cái đồng tiền của nhà nghèo á, nó mới là tốt. Tôi nhắc lại trong cái thở quá khứ, khi Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc giàu hay nghèo quý vị? Giàu. Cái bà lão ăn mày giàu hay nghèo? Như vậy vua Ba Tư Nặc cúng 84.000 ngọn đèn, thắp hết định xá kỳ viên, nhưng mà không bằng phước của một bà già. Bà đi xin có một muỗng dầu, rồi bà lấy cái tiêu bức mà bỏ vô bà đốt. Vậy mà buổi sáng ngày An An ra thổi đèn, 84 ngọn đèn vua Ba Tư Nặc thổi tắt hết. Còn ngọn đèn của bà dạo ăn mài này có một muỗng dầu mà thổi không tắt. Thì lúc đó ngày An An hỏi tại sao, Phật nói tại vì cái bà này, bà ngày đó bà xin được có một muỗng dầu và bà cúng, cho nên bà cúng hết cái gia tài của bà và cái tâm thành của bà, cho nên cái phước bà nhiều hơn vua Ba Tư Nặc. Còn Ba Tư Nặc, ổng có một cái đất nước, ổng có hàng ngàn cái kho tàng mà ổng xuất ra chỉ cái vài lượng vàng ổng mua để ổng cúng 84.000 cái đèn cầy. Thì như vậy cái phước của vua Ba Tư Nặc nhìn thì thấy nó hào nhoáng lắm, nhưng mà phước không bằng bà già. Nhưng mà ở đây quý vị thấy không có thầy nào mà dám diễn cái đó hết á. Đại diễn cái đó mai mốt chùa đâu mà trả tiền. Nhưng mà tôi tin rằng quý vị thấy chánh điện của mình sụp, tôi có kêu tôi xin quý vị đồng nào chưa? Có xin đệ tử bổn chùa chưa? Không có xin. Cái chuyện nó sập là tại vì bảo tiết năm nay nó nặng, nó sập, phải không? Nhưng mà cái chuyện á, có nhiều người hỏi thầy sao mà thầy không có nản vậy, mà thấy thầy tỉnh bơ vậy. Tôi nói ủa, quý vị ơi, quý vị đã bao lần lập gia đình rồi quý vị, trong cuộc đời luân hồi này quý vị bao nhiêu lần lấy chồng rồi? Diệu Trung, từ khi mà có thần thức tới giờ Diệu Trung bao nhiêu lần lập gia đình rồi? Bao nhiêu lần cất nhà rồi? Hả? Cái đó mà không sợ đó. Còn cái này tôi nhiều lắm, cái kỳ này tôi, hồi xưa bây giờ tôi nghĩ là tôi cất cái cây tung bay pho, bây giờ tôi cất tung bay xích. Hồi xưa tôi đặt ví dụ như 4 mét một cây cột, giờ tôi đặt 2 mét cây cột. Vậy thôi à. Nhiều lắm là tôi cất 3 lần, cũng đâu có bằng mình. Chúng ta đã kết hàng triệu lần, chúng ta không giảng sanh rồi chúng ta chưa lại chúng ta kết nhà nữa, đúng không quý vị? Mà tôi đâu có phát nguyện giảng sanh. Tôi phát nguyện ở đâu hả? Ở lại cõi này, ở lại cõi này còn kết nữa không? Tôi còn kết nữa, thành tôi đâu có sợ đâu. Thành ra khi mà tôi thấy cái tin này, tôi lên coi thì tự mình ông rầu tưởng năm nay khỏe nhà khổ hơn. Tôi nói ông ơi, mình chưa giảng sanh, mình chưa chứng A-la-hán, mình còn luân hồi sanh tử, mình còn chui vào bụng mẹ, và người ta móc mình ra, bắt mình xây dựng nhà cửa tiếp. Tâm, từ khi con có mặt ở giờ, con xây mấy căn nhà rồi, ở Việt Nam xây mấy căn rồi? Việt Nam cũng mấy căn rồi. Rồi, qua đây cũng có 2-3 cái nữa rồi, phải không? Rồi, trả ốp xong rồi, giờ đi thai rồi ha. Mà nếu chưa giảng sanh tái sinh lại còn làm nữa không? Thì đó, còn dài dài nữa. Bởi vậy khi mà mình thấy là mình tiếp tục, mình cứ xây, rồi để lại, rồi ra đi với hai bàn tay trắng, rồi trở lại và xây dựng tiếp, và chúng ta cứ làm hoài. Cái đó kêu là cái khổ của luân hồi sanh tử. Cái khổ đó là cái khổ số 1. Không có cái khổ nào bằng cái khổ đó, mà chúng ta không có thấy. Bây giờ khi tôi đặt cái khổ nó lên rồi đó, thì tôi thấy chuyện sụp là nhỏ, mà chuyện không ngộ đạo để chứng quả chấm dứt luân hồi sinh tử, mà còn trở lại, tức là còn cất nhà, còn đi cưới vợ, còn đi gả chồng, còn lên xe hoa, còn mượn nợ tiếp, thấy không? À, quý vị thấy rõ cái đó là cái khổ mà chúng ta sẽ trải qua. Tóm lại, để chấm dứt cái vấn đề mà tôi ba câu hỏi bữa nay. Thứ nhất, linh mục Nguyễn Đình Thục, ngài kêu gọi chấm dứt để cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng con đường cao tốc Bắc Nam. Thì có nhiều người nói kêu gọi như vậy ích kỷ lắm, để cho tàu cộng nó làm thì sau này cũng có đường cho dân đi. Quý vị coi cái đường cát tiên, đường sắt xe lửa đó, nó chưa khánh thành mà bể chỗ này bể chỗ kia rồi, có không? Cái móng bể rồi đó hả?
Tôi nói cho quý vị biết, phi trường lớn nhất thế giới là phi trường nào vậy quý vị? Dubai. Phi trường Dubai xây 3 tỷ đô la là phi trường tối thân nhất. Trong khi phi trường ta sẽ nhất giờ về Long Thành, nó tính là tới mấy trăm tỷ đô la. Xây dựng sao vậy? Tại vì tiền nó vào tài của những cái tên mà chức vụ cộng sản. À, cho nên cái đó là Linh Mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi không cho nhà thầu Trung Quốc, vì nó xây vừa xong là chỗ này ổ gà, chỗ kia ổ chuột. Và cái nguy hiểm nhất, khi có chiến tranh, nó sẽ đưa quân 3 ngày là nó chiếm Việt Nam. Đó là cái vấn đề. Cái thứ hai, sư quốc dân và sư chân chính quá nhiều. Làm sao mà biết ông nào cũng ta là sư quốc gia, ta là sư chân chánh. Vì thầy nào mà mình từ người xấu, mình theo ổng, mình trở thành người tốt. Mình từ người con bất hiếu, mình trở thành người con có hiếu. Từ người chồng vô nghĩa, trở thành người chồng có nghĩa. Từ người vợ bất nhân, trở thành người vợ có đạo đức. Trở thành người không gây tính, trở thành người có chánh kiến, trở thành người có trí huệ. Thì cái vị thầy đó là vị thầy dạy đúng pháp của Phật. Ngoài ra tôi không có biết vị thầy nào để tôi giới thiệu hết. Nha, tôi trả lời một câu hỏi, rồi sau đó chúng ta trường tôi không trả lời nhiều. Câu hỏi này liên quan tới tình hình đất nước rất nhiều và cái hình thường của Hoa Kỳ ở tại Âu Châu. Tập Cận Bình đang có mặt ở đâu vậy quý vị? Ở đâu? Ở châu Âu. Thưa thầy, tụi con là một số Việt kiều ở bên Đức. Tụi con rất thắc mắc tại sao là bây giờ Đức, Pháp, Ý đã đứng về phe Tàu Cộng mà không đứng về ông Tổng thống Trump Hoa Kỳ. Đức đang tiếp Tập Cận Bình và Pháp cũng tiếp Tập Cận Bình và Ý cũng tiếp Tập Cận Bình và họ còn tuyên bố nhất là Pháp họ sẽ xài cái sản phẩm của Huawei. Họ xài cái sản phẩm của Huawei. Nãy nó bị cái echo phải không? Cái sản phẩm của Huawei bắt chước cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Thì như vậy, tại sao một bên là Hoa Kỳ mà họ không chọn, mà họ chọn Tàu Cộng? Quý vị trả lời đi. Hả? Quý vị nói là Trung Cộng ưu đãi nhiều hơn. Cho ăn nhiều hơn cũng chưa đúng. Tôi nói cho quý vị nghe đây. Quý vị ra đường á, quý vị thấy xe Đức có chạy Hoa Kỳ nhiều không? Bây giờ quý vị cứ chạy tôi phi quay, quý vị đếm là khi tôi chạy tôi đếm thử. Xe Mỹ á, có 3 trên 10 chiếc xe mà tôi vừa qua bên trước mặt ha, bên hông bên trái. Thì trong 10 chiếc xe đó là 4 chiếc là xe Nhật, 3 chiếc xe Ý, 3 chiếc là xe của Đức, rồi một vài chiếc là của xe Hyundai Đề. Ngoài ra xe Mỹ chỉ chiếm có 1/3 trên đường, quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Nhưng mà khi mà tôi than phiền với mấy cái người mà dân biểu nghị sĩ mà hồi đó mà tôi đi họp với họ mà trước khi tôi về Washington DC, họ nói ông chỉ thấy được một mặt của vấn đề Hoa Kỳ thôi, nhưng mà đó là cái mặt mạnh của Hoa Kỳ thôi. Mặt mạnh cái gì? Tôi đi trên đường đó tôi kiếm ra dòm qua dòm lại nó chỉ một vài chiếc xe Ford, một vài chiếc xe Chevy, một vài GM, còn bao nhiêu là Toyota, Honda, Mercedes, Audi, Lexus, BMW và xe Hyundai bây giờ nó cũng chiếm tràn lan hết. Ông nói vì như vậy khi xảy ra cấm vận, Hoa Kỳ có quyền cấm vận những nước đã bán những sản phẩm vào Hoa Kỳ. Rồi tôi bắt đầu ngày hôm qua tôi sợ cái trên cái sự thế, tại sao mà thằng Đức nó lại đâm sau lưng Hoa Kỳ vậy, tại sao thằng Pháp và tại sao thằng Ý? Thật ra quý vị biết ông Trump ổng rờ gái Tàu Cộng trước. Sau khi mà ổng đánh sập Tàu Cộng rồi đó, ổng sẽ rờ gái tới mấy cái nước Âu Châu. Quý vị có nghe ổng hâm không? Là sự bất bình đẳng trong vấn đề mà mậu dịch. Một chiếc xe Mercedes nhập từ bên Đức qua bên Mỹ đóng cái 5% thuế. Một chiếc xe Audi từ bên Đức nhập qua bên Mỹ đóng thuế có 5%. Một chiếc xe Lexus từ Nhật Bản nhập qua Hoa Kỳ đóng thuế có 5%. Một chiếc xe Lincoln của Hoa Kỳ nhập qua bên Đức đóng thuế 40-60%. Cho nên xe của Mỹ mà bán qua Đức, qua Ý, qua Pháp, qua Nhật
bị đóng thuế từ 40% cho tới 60%, trong khi một chiếc xe BM, Mercedes, Audi, Lexus, Toyota, Hyundai nhập vào Hoa Kỳ đóng có 5%. Cho nên chắc chắn rằng thị trường tàu cộng không có nhập xe Đức, thị trường tàu cộng không có nhập xe Đức xịt bằng thị trường Hoa Kỳ. Cho nên không có ngu gì mà thằng Đức, thằng Ý và thằng Pháp mà nó bỏ một thị trường Hoa Kỳ hết. Nhưng mà đó là cách làm nũng, làm eo trước. Bây giờ nó chạy theo thằng Tàu trước để nó dằn mặt ông Trump. Nếu mà ông mà đóng thế cái tụi này á, mà ông cũng chơi cái kiểu mà ông đóng thế cái kiểu mà đóng như 25% á, thì tụi này lúc đó sẽ chạy theo tàu cộng, nhưng mà nó chỉ hâm cái kiểu mà hâm dọa thôi. Vì sao? Cái khối NATO mà Hoa Kỳ lập ra sau đại dịch thế chiến để bảo vệ ai vậy quý vị? Để bảo vệ Pháp, để bảo vệ các khối Âu Châu và Tây Âu khỏi rơi vào tay của Nga. Cho nên Hoa Kỳ bây giờ có hâm dọa sẽ giải tán khối NATO chưa quý vị? Tại vì sao? Tại vì tôi lập khối NATO, mỗi một năm tôi đóng 80% ngân sách của khối NATO, trong khi mấy chục nước NATO đóng chỉ có 20%. Tôi bảo vệ anh khỏi bị thằng Nga xâm chiếm, mà giờ này mấy anh lại vượt rào làm ăn với thằng Nga, thì tôi giải gì tôi phải đem hàng trăm tỷ đô la để mà tôi nuôi cái quân đội NATO. Quý vị hiểu chưa? Thật ra cái chiêu không thể nào mà thằng Pháp, thằng Đức và thằng Ý mà nó bỏ cái thị trường Hoa Kỳ để nó lấy thị trường tàu cộng. Thị trường tàu cộng không bằng thị trường Hoa Kỳ đâu. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ xe hơi của Đức nhiều lắm quý vị thấy rồi. Ngay cả chú Sơn giờ cũng đi Mercedes nè, đúng không? À, tôi thấy trong này cũng có mấy người đi Mercedes xe của Đức rồi, thấy không? À, chỉ có tôi đi xe Mỹ là xe đồ CV đời 90, hai chiếc, một chiếc què và chiếc có tật bóp đầu. Còn hai chiếc xe Nhật tôi cũng chạy hết được, nằm lên lấy làm sao. Chỉ có một chiếc còn đời 92, tâm nó thay hộp số giờ thì vẫn còn chạy nằm trên đất á, thấy không? Cho nên, cái vấn đề quý vị thấy rõ, đây là một cái vở kịch. Cái vở kịch thôi. Quý vị thấy vở kịch. Mấy ngày nay nó xè ra cái tin là khi mà cuộc họp thượng đỉnh của chú Uẩn và ông Trump thất bại, ông Trump có đưa một tờ giấy phải không quý vị? Có tin thấy chưa? Thành ra cái tờ giấy này không đưa qua báo chí, không đưa qua cái gì, mà đưa thẳng cho chú Uẩn. Chú biết rồi, nó có một cái mật ước riêng, bữa nay nó móc ra, quý vị có thấy không? À, trong tờ giấy nó nói gì vậy quý vị biết không? Gần đây nó mệt mệt quá là ông có đưa một tờ giấy cho chú Uẩn. Thấy không? Mà quý vị thấy ít ai để ý vấn đề, người ta để ý tới tập đi Âu Châu, tại vì Mỹ tới Venezuela, và mới đây Hoa Kỳ đã viện trợ nhân đạo cho tụi Bắc Hàn rồi, quý vị có biết không? Mà viện trợ nhân đạo trong cái lúc này không ai để ý hết, người ta tập trung vào cái chuyện đi của ông Tập Cận Bình để mà bắt tay với các đồng minh. Nhưng mà qua chỉ nói chuyện thôi chứ chưa có ngã ngũ gì đâu. Thị trường Hoa Kỳ vẫn là thị trường ngon nhất. Cho nên không có nước nào mà dạy chọn thằng Tàu. Chọn thằng Tàu thì có lợi cho ai? Có lợi cho lãnh đạo. Thí dụ như Philippines, thằng Duterte vậy đó. À, cái tên nó khó đọc của tôi là lấy cái xe gắn máy Ducati tôi đặt cho nó. Có chiếc xe Ducati không? Thành ra Duterte mà đọc cái kỳ quá, tôi đặt Ducati cho nó dễ nhớ. Thì cái anh này đó, ảnh bóp của thằng Tàu Cộng, Tập Cận Bình 100 triệu đô la. Nhưng mà bỏ túi riêng rồi, phải không? Cho nên nó theo Mỹ rồi nó phải nhả nó ra. Mà hả, mà theo viện trợ của Hoa Kỳ là phải đâu ra đó đàng hoàng, quý vị có hiểu tôi nói không? Kể cả Ferdinand Marcos hồi xưa ăn hàng chục tỷ đô la cũng phải móc họng mà trả ra đó. Và vợ của ông Marcos có 100.000 đôi giày cũng bị móc ra, quý vị có biết chuyện đó rồi. Cho nên nhận tiền của Hoa Kỳ là phải sổ sách đàng hoàng. Còn nhận tiền của Tàu Cộng á, thì bỏ túi riêng được. Mà nhận tiền của Hoa Kỳ là phải xây dựng chỗ nào, xây đường, xây xá, bỏ vô quỹ học đường chỗ nào, nó có kế toán rõ ràng hết. Cho nên hiện tại ông Trump sau cái vụ mà cái ông mà điều tra cái hồ sơ Mueller là ông đã lia ranh ông Trump chưa quý vị? 1.000 trang vu khống, ông Trump vô tội. Và bây giờ dân chúng ở Hoa Kỳ đã nhìn rõ ai là cái người tạo ra cái vụ mà vu khống ông Trump rồi đó. Cho nên quý vị thấy rõ là ông Trump vô tội hoàn toàn. Mà ông Trump vô tội rồi thì cái thế của ông sẽ mạnh lên. Mà cái thế của mạnh lên thì ông sẽ đánh với Tập Cận Bình rất là mạnh. Quý vị thấy rõ. Tới giờ này, Tập Cận Bình, quý vị thấy rõ,
Ông Trump ông chỉ tiếp tục, ông đưa quý vị thấy cái chỗ mà cái biển Đài Loan, eo biển Đài Loan là nó rộng bao nhiêu quý vị? Có 80 dặm. 80 dặm tính là bao nhiêu cây số quý vị? Có 10 mấy cây số à. Mà ông cứ đưa hộ tống hạm và coi như khu trục hạm cứ đi ngang cái đó hoài, đi ngang cái eo biển Đài Loan. Quý vị thấy rõ. Mà tới giờ phút này, 3 lần, coi như bà Chủ tịch Quốc hội Đảng Dân Chủ nắm ở cái hạ nghị viện mời bà Thái Anh Văn qua đọc diễn văn, bà chưa làm. Lại bà qua, một là bà phải tuyên bố độc lập, mà hai là bà phải tuyên bố là bà không độc lập. Thành ra bà không có rõ ràng lập trường, bà chỉ nói bà bận rộn và bà cử một cái ông thị trưởng của một thành phố ở Đài Bắc đi qua đây thôi, để đáp cái lời mời của bà Chủ tịch Quốc hội. Và hiện tại tất cả những cái sự việc nó đang xảy ra ở Việt Nam, quý vị nhìn tưởng như là nó không có chuyện gì, nhưng mà thật ra đây cho thấy là một cuộc đấu đá giữa những cái phe Nam Cộng và Bắc Cộng, quý vị con thấy chưa? Trong cái hình ảnh mà ông trụ trì chùa Ba Vàng, hồi xưa giờ nó đâu có đưa hình ảnh mà nắm tay với ông Thủ tướng Phúc có không quý vị? Mà bây giờ nó đưa chưa? Là cho thấy sao? Tức là nó dằn mặt là cái phe Ba Vàng này là đang bắt tay với phe Nguyễn Xuân Phúc. Mà vậy ai đá cái ông trụ trì Nguyễn, ông thơ coi như là một đại tá công an, trụ trì chùa Ba Vàng có phải là một đại tá công an không? Đại tá công an hồi đi tu mới đại quý thôi, bây giờ tu lâu lên đại tá, phải không? Thì như vậy cái là báo đảng nói mà, cái này là báo đảng nói chứ không phải thầy nói nha. Thì như vậy tại sao nó không đưa hình? Cái chùa nó rất nhiều người đi thăm mà nó không đưa hình. Mà tại sao nó đưa hình của Nguyễn Xuân Phúc nắm tay với thái gì là Thích Trúc Thái Minh? Cái tên ổng hơi khó đọc. Lý do là sao? Cái chữ Trúc này là đệ tử của Trúc Lâm. Trúc Lâm. Ổng đệ tử của Thanh Thanh Từ. Rồi cái chữ Thái đó, đúng ra là chẳng hạn như thầy Thái Bảo rồi đó, là cũng là đệ tử, nhưng mà sau này đó ông Hòa Thượng Thanh Từ ông muốn đánh dấu là cái ông này xuất gia ở Trúc Lâm Thiền Viện, cho nên mới đặt là Thích Trúc Thái Bảo, Thích Trúc Thái Minh. Thành ra cái chữ Thái này là nằm trong dòng Pháp xuất gia, cái hàng chữ Thái đó. Cho nên ông á, cái chùa Ba Vàng này đó là họ tiền là tiền của Cộng sản, mới xây nổi cái tiền đó thôi, và tiền của Việt Kiều về gửi cũng có. Rồi cái chùa mà nó bỏ ra hàng chục triệu đô la nó phải kiếm lời quý vị, đúng không quý vị? Hàng chục triệu đô la nó kiếm lời, mà nếu kiếm lời bằng cái cách nào? Bằng cái cách là nó gài độ cái vụ mà gọi dông về nhập vô để là dông biểu, à bây giờ cái bà này phải cúng bao nhiêu, bà kia muốn hết tội phải cúng bao nhiêu. Cái đó hoàn toàn sai kinh điển của Phật. Tại hồi đó giờ tôi chưa thấy cái đoạn kinh nào mà Đức Phật coi như biểu là dông nhập về rồi ra giá. Hồi xưa Diệu Trung có thấy đoạn kinh đó không? Tôi chưa thấy. À, cho nên cái đó là họ xử theo luật là sai vấn đề Phật Pháp. Mà cái tôi đầu tiên mà tôi xử là tôi xử, nếu mà tôi ở Việt Nam á, mà tôi ngồi trong cái hàng xử là cái tội nặng. Cái tội mà nó cho dông về nhập á, cái chuyện nó chỉ cái ngọn thôi. Mà cái gốc là thờ Hồ Tạc đó. Phải loại ngay cái thằng Hồ Tạc ra khỏi cái bàn tổ của cái chùa đó. Như vậy đó nè. Cái chùa đó không phải chùa của Phật giáo. Mà tôi hỏi quý vị, chùa là để thờ ai? Chùa là thờ ai? Miếu để thờ ai? Rồi đình để thờ ai? À quý vị phải phân biệt được. Chùa là chỉ có thờ Phật thôi. Ngay như tôi ở bên làng Di Đà, cái làng chánh điện tôi vẫn là thờ Tổ Đạt Ma, Ngài Hư Vân, Hòa Thượng Tiên Hóa. Tôi thờ những cái ngày Ấn Quang Đại Sư, những cái tổ. Nhưng mà tôi đã làm một cái đền thờ Tổ Quốc riêng, chứ không nằm trong chánh điện, nằm một cái đền thờ riêng để thờ những anh hùng vị quốc dân thần. Đền thờ Đức Thánh Trần có không? Đức Thánh Trần có công như dân tộc Việt Nam không? Đó, đó kêu đền thờ. À, đền thờ là thờ những vị mà sanh di tướng tử di thần. Còn miếu là miếu thần hoàng, miếu thờ thổ địa. Những người đó là một vị thần nhân gian. Họ, ông thần hoàng có công với dân tộc Việt Nam không? Không có. Ông thổ địa có không? Có công với mấy bà mất đồ. Không, tại vì tôi mất đồ tôi cũng giá ông địa. Hoàn toàn không có được đưa vào đền thờ Tổ Quốc. Quý vị phải làm ơn biết được những cái đó. Quý vị có mất đồ có kêu ông địa không? Tôi cũng kêu mà.
thì cũng nghe chối. Vậy thôi, phải không? Có ngày nào quý vị chạy vô cái đền thờ Tổ quốc Tri Ân nói là thiếu tướng Nguyễn Phan Nam, thiếu tướng coi như Trần Văn tướng hai, tướng Dĩ, tướng Hùng, đại tá Ngọc Cảnh, con mất cái này xin ngày chiều vô chỉ cho con, cái chiều khóa đâu con cũng nghe chối, không có chuyện đó. Nhưng mà quý vô cái miễu, cái miễu là những vị thần, họ không đóng góp gì cho dân tộc Việt Nam mà họ coi như là popular. Thần hoàng là ông thần coi về đất đai, thổ địa là cái ông mà ông coi về cái cục đất mà coi như thổ trạch đó, vậy đó thôi, phải không? Ông thần tài là ông coi về tiền bạc, phải không? Mà nếu mà nói về ông thần tài đó thì nó kỳ lắm, mấy đại gia nó mới thờ chứ, còn mình nó nghèo mình chết thờ thần tài làm gì, phải không? Nhưng mà ngược lại mấy đại gia nó không có thờ thần tài, mà mấy người nghèo mới thờ thần tài, nhất là chủ tiệm nail rồi đó. Có thờ thần tài không? Học phép thần tài không? Có mua cà phê cho thần tài uống không? Mua giấy số để dưới đích. Có mua thuốc cho ông địa, cà phê ông địa không? Đấy không? Đó. Thành ra người ta không có phân biệt được chùa chỉ thờ Phật. Đền thờ là những vị anh hùng. Đền thờ vua Đức Thánh Trần. Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đền thờ vua Quang Trung. Nhớ cái chuyện. Quý vị nhớ. Chúng ta lầm cái chữ đó. Cái miếu nó nhỏ hơn, cái đền thờ nó lớn hơn, mà tại vì lớn dưới dân tộc Việt Nam thôi. Nhưng mà ông địa đó thầy coi như là nhiều cái quốc gia thờ ông địa lắm, nhiều quốc gia thờ cái ông thần tài lắm. Nhưng mà ở Việt Nam mình, vua Quang Trung á là đền thờ vua Quang Trung, Đức Thánh Trần Hưng Đạo ta kêu là đền thờ hay là kêu miếu? Đền thờ. Rồi mấy ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta kêu là gì? Đền thờ Tổ quốc Tri Ân. Nhớ kỹ. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái vấn đề thờ tự. Còn ngoài ra bữa nay tôi không có nói ông nào tu sai tu đúng, nhưng mà đằng sau cái chùa đó, cái chùa mà lớn, cái chùa Bao Vàng, có phải là nằm dưới quyền điều khiển của Mặt trận Tổ quốc không? Chẳng hạn như bây giờ cái chùa mình ở đây, mà khi tôi làm cái gì sai là Phật tử nội bộ họp lại để duyệt xét và để mà coi như mời tôi xuống khỏi chức này hoặc là mời tôi ở lại, đúng không? Cái gì là do đại chúng. Còn ở Việt Nam quyết định là đâu, mà quyết định từ đâu mà nó coi như đình chỉ tất cả mọi cái chức vụ của ông trụ trì chùa Ba Vàng, tức là Thích Trúc Thái Minh. Ai ký? Mặt trận Tổ quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc dân ký, đúng không quý vị? Rồi đó, ông Thích Trúc Thái Minh bây giờ là phải ra sám hối trước Đại Tăng. Sám hối tức là ra sám hối. Nó có hai cái tội của Phật giáo. Một là cái tội nặng nhất là trục xuất ra khỏi tăng đoàn, và cái tội hai là sám hối phát lộ trước đại chúng. Thiện giờ ông Thích Trúc Thái Minh, ông còn làm trụ trì nó không có gì hết rồi, mà đâu có đơn giản, mà đâu phải là Phật tử quyết định đâu, mà chính là Mặt trận Tổ quốc. Mà Mặt trận Tổ quốc ai coi? Mặt trận Tổ quốc cái gì hả? Đảng Cộng sản nó coi cho Mặt trận Tổ quốc. Như vậy rõ ràng cái bàn thờ tổ của nó là nói lên cái chùa Ba Vàng không phải là chùa, chỉ mượn danh chùa để mà phá hoại Phật giáo, để mà lấy tiền của những người mê tín mà thôi. Như vậy những người mà theo chùa Bao Vàng là càng ngày càng mê tín hay chánh tín? Mê tín, phải không? Nhưng mà nó rất là khôn, nó lợi dụng cái ông thầy là tu bên Thiền Tông là Hòa Thượng Thanh Từ Trúc Lâm, rồi cái thằng đại quý công an nó vô nó quy y với Hòa Thượng Thanh Từ, rồi nó về bên đó nó lại làm trụ trì chùa Bao Vàng. Thành ra là quý vị thấy nó mới có cái trò là gọi dông giết dông. Còn Thích Nhật Từ mà đánh phá cái ông mà ông Thái Minh đó là ông nói là không có dông là sai, đi cho cái di vật biển chứng. Ông Thích Nhật Từ nói là không có thế giới người ông, sai rồi. Đức Phật có lục đạo luân hồi, có không quý vị? Có. Thì là một bên nó dùng di vật biển chứng, nó nói là không có thế giới người dông. Tôi nói có, nhưng mà không có phải giải nghiệp mà bằng tiền, mà giải nghiệp bằng kinh Địa Tạng, bằng chú Lăng Nghiêm và những cái thời sám hối. Và giải nghiệp là mình từ cái người xấu mình phải làm thành người tốt, mình trở thành người bất hiếu, trở thành người có hiếu. Cái đó là cái giải nghiệp tốt nhất, chứ không thể nào giải nghiệp bằng tiền. Nếu mà giải nghiệp bằng tiền thì mấy người cán bộ này bởi vì nó tha hồ nó làm ác, bây giờ ra nó cướp đất của dân, một mét ra trên ra nó bán ra là mặt hàng mấy cây vàng mà nó đền cho ta chưa tới mua được tô phở, rồi nó nghĩ chỉ vừa lên chùa Ba Vàng dùng cho vài triệu là hết tội. Cái đó là sao? Cái đó là sai với cái luật nhân quả, sai với luật nhân quả. Cho nên từ cái chỗ này tôi trả lời ba câu hỏi.
nhất là cái câu hỏi bây giờ chúng con là những Phật tử Việt Nam thối tâm quá, không có cái gì là thối hết. À, cái chùa Ba Vàng nó làm bậy, nó có lấy đi phước đức của quý vị không? Chính nó dạy quý vị làm bậy, nó mới lấy đi cái chánh kiến của quý vị, và nó đưa cái tà kiến cho quý vị. Mà cái người có chánh kiến và cái người có tà kiến, người chánh kiến sẽ làm việc đúng và cái người tà kiến làm việc sai, vậy thôi. Còn cái ông Thích Trúc Thái Minh mà ổng có mất chức, ổng lấy đi công đức của quý vị, mà ổng có tu thì ổng cũng không có cho quý vị được cái gì hết. Chỉ có một cái là ổng giảng cho quý vị đúng. Quý vị lỡ phá thai, quý vị giết thai nhi, thì bây giờ quý vị đưa thai nhi vào chùa, rồi quý vị gặp ai chuẩn bị phá thai, quý vị tin tôi đi, quý vị lên những bệnh viện mà chỗ mà phá thai, quý vị đứng ngoài nói chị nè, hồi đó chị phá thai nè, em đừng phá nữa, em đẻ không được, em cho, có nhiều người nuôi lắm, có nhiều tổ chức nuôi. Thì một cái người mà bỏ ra 15 triệu, 20 triệu để xóa sổ cái mạng mình, giết cái đứa con mình, và một người đứng ra trước cái bệnh viện phá thai, có những người họ chuẩn bị phá thai, mình ngồi mình đem cái hoàn cảnh mình nói bây giờ mình ân hận cả đời, thì cái người mà đứng trước những bệnh viện chuẩn bị mà họ phá thai, mình khuyên những người kia thay đổi ý kiến và giữ đứa nhỏ đi và đừng có phá, thì cái người phụ nữ mà đến khuyên những người đang chuẩn bị đi vào con đường phá thai, và cái người lên chùa Ba Vàng bỏ vài chục triệu, người nào hết tội? Cái người khuyên người đừng có phá thai, cái người đó sẽ hết tội. Còn cái người bỏ bao nhiêu tiền cho chùa Ba Vàng, người đó tội vẫn còn nguyên. Rất là đơn giản nha. Cho nên rồi bây giờ đó, quý vị thấy những cái người họ than phiền, họ nói thầy ơi, bây giờ thầy phải lên nói tiếng làm sao chứ, bây giờ con nít ở Việt Nam bây giờ nó nhiễm độc hết rồi, nó bị sáng lại hết rồi, rồi nó khám đến nỗi mà tụi tôi khám bây giờ nó không cho khám nữa, người nào cũng bị dương tính hết rồi, làm sao bây giờ thầy có cách nào? Đơn giản, từ cái chỗ mà nhiễm độc, từ cái chỗ tàn phá, từ cái chỗ môi trường Formosa, từ cái chỗ cấp đất, bây giờ quý vị thấy nó cấp đất, mới đây nó cấp đất ở Sapa có không quý vị? Viên Sapa nó làm gì? Nó ném bom xăng có không? À, viên Sapa đó chiếm đất nó ném bom xăng. Nhưng thật sự quý vị là cái ngọn, tất cả những cái chuyện mà một cô bé 9 tuổi học lớp 9 bị lột quần đánh trong trường rồi giấu nhẹm, tất cả những cái tội ác gây ra cho Việt Nam, tất cả những cái đồ độc, những cái heo chết mà bây giờ chính những đại diện cộng nó còn phanh phui có không quý vị? Phải phanh phui chứ, tại vì tụi nó đâu có giàu đến nỗi là hàng ngày đi qua Singapore mà nuôi heo không bệnh đâu. Nó đâu có giàu đến nỗi là hàng ngày nó đi qua bệnh, chỉ trừ mấy cái tên trong ủy viên Bộ Chính trị thôi. Bây giờ con cháu đảng viên có cái giấy thẻ đảng ăn heo bị nhiễm sắc lại có chết không? Chết chứ làm sao không chết, cho nên nó la làng lên. Nhưng mà tất cả những cái này quý vị có chửi đi cũng thành vấn đề, mà cái nguồn gốc của nó là phải giải thể cái chính quyền Việt Cộng, thay thế bằng một chính quyền do dân, vì dân, và coi như do dân bầu lên, và không có đặt cái quyền lợi của đảng viên lên trên cái quyền lợi của dân tộc. Còn chúng ta làm cái gì cũng đều làm cái ngọn, cái nguồn gốc là tại vì đảng Cộng sản 44 năm tàn phá đất nước, bây giờ thêm 40 năm nữa cũng không làm được cái gì, phải thay đổi, phải xóa sổ là mới giải quyết tận gốc. Mà bây giờ quý vị biết con láng, con lãi, con sáng lợn nó tràn lan trong nguồn nước ở Hà Nội, quý vị thấy ngày hôm qua nó chiếu lên mạng thấy chưa? Bây giờ đó quý vị thấy, có coi cái clip thấy chưa? Có ai coi được cái clip? Mà nước cái bà kia không dám rửa rau luôn, nó xả từ nước phun tên, có chưa? Tụi con coi được chưa? Trong cái nước phun tên mà nó xả ra những con lãi, những con sên, những con sáng nó nằm trong nước luôn, nó ô nhiễm luôn nguồn nước luôn. Tại sao ô nhiễm? Tại vì đâu vứt heo ở đâu quý vị? Xuống sông. Mà con heo nó chết rồi thì cái con sên, con lãi nó có kiếm chỗ khác không? Thì nó kiếm con nào? Con cá lợn ăn, thì nó chui vô con cá. Mà con cá vài bữa chết thì nó kiếm con cá mới. Rồi có những khi nó chưa chiếm được con cá mới thì nó sống ở đâu quý vị? Nó sinh trưởng trong nước. Chúng ta nhìn được con lãi, con sên nó nằm ở trong nước, nhưng mà chúng ta nhìn được cái trứng nó không? Bây giờ người dân á, họ thấy con đó, họ lượm họ ra, nhưng mà cái ấu trùng nó vào trong rau rồi ăn vô. Cả dân tộc Việt Nam đang đi vào chỗ hoại diệt là chúng ta không thấy. Bây giờ cứ nói này, giờ quý vị gửi tiền về giúp cho mấy người đó hết không? Gửi làm từ thiện hết không? Cái gốc bây giờ là phải thay đổi chính quyền Cộng sản.
đã làm việc mà 40 mấy năm rồi, nó làm cho đất nước đi tới cái chỗ này, chứ không có gì hết đó. Đối với thầy là vậy thôi. Mà bây giờ đó, cộng sản nó lợi dụng đạo Phật để nó kiếm tiền. Thật ra tất cả các ngôi chùa mà làm ăn được, cái thủ quỹ là ai nắm nhiều cái gì? Ai nắm? Trụ trì. Không chắc đâu. Trụ trì không có quyền đâu. Cái người đằng sau lưng trụ trì lớn hơn. Nếu trụ trì có quyền, trụ trì đâu bị trong một ngày mà cách chức hết. Hả? Ai là cách chức trụ trì? Cái gì biết rồi. Cái người đó đó. Thấy không? Dân thì nó chỉ đòi à, cái gì này là mấy chục triệu, kia mấy chục triệu, nhưng mà nó không nói là cái tiền này ai xài. Thấy không? Nếu mà có con dông nó đòi tiền thì nó phải nói là cái đồng tiền là ai xài. Phải biết con dông xài hay là ai xài. Thấy không? Cũng như tôi bây giờ tôi vẽ là cái ai cái này ha, cô Trúc Trân. À, cô bị con dông gì nó nhập chứ, cái tôi kêu Trịnh Thanh dịch dịch cái con dịch dịch ở ở đi. Xong rồi đòi nhiều, Trịnh Thanh nó giao 15 triệu rồi tôi chia ra. Nhưng mà cái tiền đó ai xài? Cái quan trọng là đồng tiền đó ai xài không nói rõ. Mấy con linh nó nhập vô nó không nói ai xài hết, nó chỉ nói là nó đòi như vậy giải nghiệp thôi. À, ai xài món tiền đó? Không có kinh nào nói hết. Nha. Cho nên việc làm của linh mục Nguyễn Đình Thục là việc làm của một linh mục yêu nước. Còn chọn sư quý vị đừng có nói ông nào giỏi dở mà mình theo ông đó, còn mình có mê tín hay là mình chánh tín, có tà kiến hay là chánh kiến, mình trở thành người tốt hay trở thành người xấu. Nha. Hoàn toàn Đức Phật không có biểu chúng ta dùng tiền, mà Đức Phật ca tụng một cái người ăn mày phước nhiều hơn một ông vua, có không quý vị? Cho thấy Đức Phật, nhưng mà ca tụng kiểu đó là quý thầy không dám rồi. Thấy không? Bây giờ quý vị hầm hầm cái mặt vô, quý vị cúng cho 100 triệu, và quý vị đem cái mặt cười tươi như hoa, quý vị cúng cho 1 đồng, cái phước người nào nhiều hơn? Cái người cười tươi như hoa cúng cái nụ cười cho tâm bảo, là cúng cái tâm không sân. À, nhưng mà cúng kiểu đó thì tiền lấy đâu mà xài để cho cái trụ trì, để mà mua đất mua nhà. Cho nên cái bài pháp này là cái bài pháp tôi muốn cảnh tỉnh. Cái chuyện làm của mấy ông sư quốc danh không ảnh hưởng gì tới cái chuyện tu hành của quý vị hết. À, ông Thích Trúc thấy mình ổng tu tốt, ổng có cho mình cái gì không quý vị? Không. Ổng tu xấu ổng có lấy của mình không? Không lấy. Mà chỉ có mình than thở, mình rầu rĩ. Mà tại sao mình than thở rầu rĩ? Tại lâu nay mình nghĩ rằng những con dông đó nó lên nó đặt điều kiện, rồi mình đã cúng vài chục triệu cho cái chùa đó, là mình nghĩ mình giải quán, mình xóa sổ, mình giết con mình phá thai. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ rất đơn giản. Quý vị đem con quý vị vào chùa, nhờ quý sư tụng cho nó vài bộ địa tạng, rồi quý vị cố gắng đi tới các chỗ mà phá thai. Quý vị khuyên những người phụ nữ chuẩn bị giết con mình, đừng giết con mình. Thì ngay lúc đó quý vị tạo ra phước đức, và con của quý vị nó được sanh về các cõi trời có Phật Pháp. Trân trọng kính chào quý vị. Tôi đáng lẽ là thứ ba này, tôi với thầy Tệ Minh đã bút vé rồi. Chúng tôi sẽ đi qua bên đó để chuẩn bị coi những cái gì còn chưa có hoàn hảo cho cái lễ, đại lễ khánh thành chùa Tây Tạng. Nhưng con Diệu Đế nó gọi tôi cách đây 2 ngày. Nó nói có ông bà già, cách đây 2 năm về trước, bả người Công giáo, bả mới lên quy y thầy. Thì thầy có hỏi bà tại sao bà là người Công giáo mà quy y tôi. Bà nói tôi hồi con gái tôi đạo Phật, tôi lấy chồng tôi theo đạo chồng. Vì tình nhớ cái bà đó chưa? Rồi nhớ nó quen với Diệu Đế Diệu Quán. Rồi bây giờ tôi gần ngày đồng cuối cuộc đời, tôi muốn trở về Phật. Thành ra thầy cho tôi quy y, tôi quy y lại cho bà. Thì cũng cách đây cũng 3 năm. Thì tôi hỏi bây giờ mấy đứa con của bà sao. Thì cái thằng con trai nó chở tôi, nó chở lên nó nói là con đồng ý với mẹ con. Là mẹ con hồi đó lấy bố con là mẹ con theo đạo chồng. Bây giờ mẹ con ở hàng 7, mẹ con nói chuẩn bị ra đi, muốn trở về với Đức Phật, tu quy y. Thì tôi hỏi sau này nghi lễ là con có cản trở gì không? Tại vì chứ sau này bảo quy y á, tới hồi đám ma đó, thì kẹt nhưng mà đụng cái bà đi chơi với Cali mà chết với San Jose.
Và trên dưới thì vẫn làm nghi lễ dưới hồi trước, hiện giờ bữa nay nè, đang làm tại nhà hoàng ở dưới nè. Nhưng mà bả lại mua đất, là mua đất ở trên này rồi, đất ở trên nọt á, chỗ nhà hoàng Aurora vậy đó. Rồi, thành ra đó, là thứ hai này thằng con nó về đây, nó mới đưa cái quan tài nó về nhập cái nhà hoàng ở trên đó, nhưng mà không có làm đám ma. Rồi coi ngày, coi giờ đó thì nhà hoàng nó nói là thứ năm nó cho bả ra nghĩa địa. Thành ra thầy phải ở lại, thầy quỷ cái máy bay này, thầy phải tụng cho bả thời kinh. Tại vì thầy là thầy bổn sư của bả, mà bả khi mà bả ở đoạn cuối cuộc đời bả trở về với Phật, mà bây giờ mình bả đã trở về mà mình bỏ đã coi được không vô trung? Không coi được. Cho nên thầy phải đứng ra lo cái đám này, mà lo cái đám tại cái nghi lễ là chỉ là ở ngoài nghĩa trang thôi. Đó, sau đó rồi thứ sáu thầy mới bay qua bên kia, tức là thầy hủy bỏ cái vé máy bay của thầy và thầy Minh. Chứ đúng ra đó là thứ ba này thầy bay qua bên kia rồi. Mà vì lý do là một cái người Phật tử hồi trẻ theo chồng theo đạo Công giáo, rồi 3 năm vừa qua theo đạo Phật trở lại, giờ bả có nói là đoạn cuối cuộc đời bả muốn thầy làm nghi thức tụng niệm theo Phật giáo, nhưng mà bả đi chơi với San Jose bả chết ở dưới, nhưng mà con cháu bả dưới vẫn rước thầy làm lễ theo dưới, nhưng mà rồi thầy sẽ lãnh cái lễ là đưa bả ra cái mình phải có cái miếng đất ở đây. Thì ngày thứ năm này dục chung với một số người ai rảnh thì tôi chờ, tôi chưa có tới giờ được, tôi chờ cái đứa con nó lên nó gặp tôi, nó cho cái danh sách con cháu trong gia đình rồi mình coi cái giờ nào tốt cho bả nữa. Thì cái này là do con Diệu Quán Diệu Đế nó gọi thầy, chứ thầy cũng không có dính líu gì. Thầy chỉ nhớ lại là 3 năm trước thầy có quy y cho bả và thầy là pháp danh cho bả. Rồi tôi hỏi cụ tại sao mà thành con con đeo con giáo mà cầu đạo Phật, nó là con gốc đạo Phật, con theo chồng mấy chục năm nhưng mà đoạn cuối con muốn con về dưới Phật. Cho nên vì lý do đó mà tôi phải ở lại để lo cái đám này, tại vì người ta đã hướng về mình ở đoạn cuối cuộc đời. Và hơn nữa, mấy đứa con nó đều nó để tôn trọng cái nguyện ước của mẹ nó. Thành ra tôi nói là tôi làm lễ, tôi bắt dân cơm, tôi bắt cúng kiến, tụi con có dân không? Nó nói dạ dân. Tôi nói như vậy tôi mới nhận, còn nếu mà tụi con không có thì thầy không có làm cho đúng. Thành ra thứ năm này, ngày mai này thì ổng sẽ lên đây, khi mà cái quan tài nó đưa về ở nhà hoàng trên đó, rồi nó cho ra là lúc thứ ngày thứ năm thì để thầy liên lạc với Diệu Quán, thầy coi ngày giờ tên tuổi, sau khi thầy cho cái giờ thì tụi con Diệu Quán nó sẽ tách cho quý vị. Rồi quý vị ngày thứ năm, sáng thứ năm có lẽ tập trung tại đây để cùng đi với thầy bằng cái xe của chùa 15 chỗ ngồi. Thì thầy nghĩ mấy người Oregon thì sao không có nói rồi, nhưng mà mấy người già ở đây ai muốn đi được thì đi, tôi làm lễ coi như hạ huyệt cho bà cụ đó. Diệu Trung chắc đi được phải không? Rồi ở đây ai đi được nữa? Rồi Diệu Định, rồi Chiến Nga, Trúc Chơn, rồi cứ đi được á là lại đây. Nhưng mà theo dõi cái tách của Diệu Quán, nó cho biết ngày giờ đi với sư phụ đây. Và thứ sáu, sau khi làm đám tang hạ huyệt xong, thứ sáu sư phụ mới bay về bên ở bên Texas với thầy Thầy Minh, hủy bỏ cái vé máy bay đó. Rồi tôi tạm biệt và chào gặp lại quý vị khi tôi có mặt ở bên Conroe vào cuối tuần tới. Tôi sẽ có những cái bài nói chuyện ở tại Conroe và mời quý vị theo dõi. Và cái lý do cái chương trình tôi phát lên không có mời Đức Lạc Lai Lạc Ma có 3 cái lý do. Quý vị vào trong web của Đức Lạc Lai Lạc Ma quý vị đọc. Thứ nhất, quý vị vào trong web của Đức Lạc Lai Lạc Ma quý vị biết. Ai biết web của Ngài không? Vô website của Đức Lạc Lai Lạc Ma quý vị sẽ thấy. Ngài tuyên bố là bác sĩ của Ngài không cho Ngài đi qua Mỹ overseas vì tình trạng sức khỏe. Thứ hai, dù cho Ngài đi được tôi cũng không dám. Vì cái thời gian chẳng hạn như Đức Lạc Lai Lạc Ma đi tham dự các phá giảng ở các chùa khác hoặc là các hội trường ở sân vận động Hoa Kỳ, như là ở ngay chỗ mà Bucket Hill rồi này kia, hay là cái chỗ đó muốn đá banh, thì Ngài chỉ giảng khoảng 2-3 tiếng rồi Ngài đi về. Còn cái chùa này nó kéo dài, cái chùa Tây Tạng nó kéo dài tới 1 tuần, mà Ngài ở trong đó 1 tuần á, tàu cộng nó sẽ đưa cái tụi mà tình báo Hoa Nam vô để nó làm những chuyện mà mình không có đỡ được. Mà khi mình làm mà không bảo đảm an ninh cho Ngài được thì mình sẽ rất mang tai tiếng. Quý vị nghĩ Đức Lạc Lai Lạc Ma có gì trong cái hệ thống thầy mang tiếng không quý vị? Rất là mang tiếng.
Thành ra tôi suy đi nghĩ lại, tôi quyết định không có mời Ngài. Hai lý do. Thứ nhất, quý vị lên trong web của Đức Lạc Lai Lạc Ma, Ngài có đánh cái thông báo. Bác sĩ của Ngài khuyến cáo Ngài không nên đi bất cứ lúc nào trong thời gian này, tại sức khỏe Ngài không có được tốt. Thứ hai là về vấn đề an ninh, Thầy không có thể là giải quyết được. Một tuần lễ mà Ngài ở trong chùa Tây Tạng theo cái nghi thức mà thánh thành, rất là mình á, mình giữ kỹ một ngày 24 tiếng, nhưng mà chỉ cần sơ sức bao nhiêu là nó vô được quý vị. Một không ba năm dạy nhiêu? Dạy giờ. Thấy không? Thành ra nó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Thành ra tôi mời nhân vật số 2 của Ngài thôi, chứ không mời Ngài thì nó tốt hơn. Ngài Ken bây giờ mới đánh một lá thư cho tôi là ổng ở Canada, bác sĩ cũng không cho ổng đi luôn. Ngài Ken bây giờ là bị bệnh rất là nặng. Thầy nhận được cái lá thư của Ngài Ken luôn rồi. Nặng hơn, ổng giờ Canada bay qua không được luôn. Ổng là ok hết rồi, ổng là cái người hồi trước làm lễ đồng thổ. Thành ra nhưng mà ổng sao? Thật sự thầy làm chùa Tây Tạng là cho mấy vị sư Tây Tạng nghèo, không có nơi hoằng pháp, chứ không phải là cho Đức Lạc Lai Lạc Ma, quý vị có hiểu không? Mà mình làm như vậy thì mình cũng khỏi mang tiếng luôn, là mình không có phải là thấy sang bắt hoàng làm họ, mà mình dùng cái tiền này là tiền của Phật tử Việt Nam, đúng không quý vị? Chứ không phải là Ngài đến rồi dùng ảnh hưởng của Ngài để mà phây cái chùa. Cho nên cái đồng tiền này khi mà không mời Đức Lạc Lai Lạc Ma thì mới quả thật 1000% là đồng tiền do mồ hôi nước mắt của mấy bà già nghèo khổ trong hệ thống chùa Tam Quyên, phải không quý vị? Không ai đánh phá thì được hết. Không ai đánh phá gì được hết. Còn cái vụ xây cầu tốc độ Việt Nam, thầy ủng hộ được có cho tụi con theo không? Ủng hộ là tôi ủng hộ lên tiếng thôi. Dạ. Hả? Chứ cô muốn gửi tiền hả? Cô gửi chỗ nào? Bây giờ á, cái ông Nguyễn Đình Thục này đó, Việt Cộng nó theo dõi, ổng mà phó cái lên theo dõi ổng 24/24 á. Chứ không đó. Đương nhiên tôi ủng hộ ổng rồi. Tại vì cái việc làm của ổng là ổng nhìn xa. Mà bữa nay tôi nói đừng bao giờ nhắc tới cái chủ mà chùa Ba Vàng, vì chùa đó không phải chùa của Phật giáo. Ngay cái công tổ của nó là không phải là thờ. Tiền. Nhưng mà thật sự cho thấy rằng đây hai cái phe của nó giành ăn với nhau, nó đánh nhau, quý vị có hiểu không? Là Cộng sản đánh Việt Cộng. Thì đó, nó giành ăn thôi. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng nó chiếu cái hình Nguyễn Xuân Phúc nắm tay với ông trụ trì đi như vậy, là nó cho thấy cái chùa này ai sau lưng, hiện tại là ai sau lưng? Nguyễn Xuân Phúc. Mà bây giờ trụ trì mất rồi là cái phe Nguyễn Xuân Phúc yếu chưa? Yếu rồi. À. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng sắp đi Hoa Kỳ chưa? Tháng mấy đi Hoa Kỳ? À, như là 1-2 tháng rồi sẽ đi đó, mà đi qua bên đây để xin tiền, phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, chuyện đi chưa chắc chả dám đi, tại vì chả đi là Việt Nam có biến liền. Chả đi là Việt Nam có biến liền. Hả? Là đi là có biến liền. Khi mà các lực lượng mà nó muốn lật đổ cái chế độ mà trọng lú giả thì nó chờ lúc nào cũng đi quý vị. Chờ lúc đi, thấy không? Ngày hôm qua tôi nhận được một cái mail, quý vị có coi, nhưng mà nó bỏ tên cái mail. Là tất cả gương mặt giờ nó chụp hình, quý vị thấy cái mặt nạ dễ sợ không? À, chú Nga có thấy cái đó chưa chú Nga? Nghĩa là nó trồng vô một cái là hoàn toàn khác, nhưng mà nó tinh vi nhưng mà nó lực lắm. Nó chỉ trồng bao lâu thôi, nó chùm vô là thành người khác luôn. Ngày qua chú Nga thấy cái đó là phải không? Rồi nó bỏ vô cái mail cho thầy, nghĩa là ai coi cái đó rồi? Coi như nó chụp vô là nó chụp xuống mấy chục người luôn, mà da mặt như người thật luôn, là nhìn không biết, nó chụp luôn, nó kéo luôn tới dưới này luôn, nó tròn vô tới này, mặc áo là mình không có thấy cái da, nó kéo luôn ở đây mà nó kéo hết tới đây luôn, nó chụp vô cái vai luôn, rồi nó mặc áo là thành người khác. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe cái vấn đề tụi Việt Cộng nó đang đấu đá nhau dữ dội lắm. Mà ở cục đá ngầm quý vị không thấy, nhưng mà mặt nổi đó là cái chùa Ba Vàng đó, là cái mặt nổi, nhưng mà mặt chìm nó kinh khủng lắm, thấy không? Cái hình ảnh mà nó bỏ cái hình ông Nguyễn Xuân Phúc mà cặp kè với ông trụ trì Thái Minh đó đi, thì nó cho ám chỉ là cái chùa này là lâu nay đó là
của chùa của Nguyễn Sinh Phúc, đúng không quý vị? Là như vậy bây giờ ai đánh Nguyễn Sinh Phúc, quý vị tự biết đi, phải không? Thì bây giờ đó Nguyễn Sinh Phúc mà bị cái ông trụ trì này mất chức rồi thì ai sẽ đưa lên, sẽ có một cái phe mạnh hơn, nó vô nó nắm. Nhưng mà giờ nắm vô rồi đó thì lại này nó đâu có yên, mình phải khắc đánh nữa. Cái chùa này bây giờ bể rồi, chùa này bây giờ hết làm ăn gì được rồi, chùa này không có lừa gạt người ta được nữa nha. Thành ra nó có cái đó là mặt nổi quý vị thấy thôi, còn mặt chìm mới là nó đấu đá nhiều dữ lắm để nó giành ăn. Rồi tôi chào tạm biệt quý vị. Bây giờ là 1:15 tới giờ chúng tôi thọ trai, và từ sau tôi có mặt ở bên làng Di Lặc Côn Rô thay vì thứ ba, vì tôi kẹt một cái đám của một bậc cụ đám tang, cho nên tôi phải đổi với máy bay. Trân trọng kính chào quý vị, chúng ta hồi hướng và chúng ta thọ trai. Nguyện đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống thọ trai và trân trọng kính chào quý vị. Đi, con gửi qua bên Tây Tạng nè, để thầy phót cái này rồi thầy để tên con vô, để tên con Andrew đi.